Hello, xin kính chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Nhật ký trên đường xe. Thì hiện nay là mình đã về được Việt Nam rồi, bây giờ bắt đầu vô cách ly. Thì khi mà tối qua mình về á, thì các cán bộ hải quan á, rất là niềm nở với mình. Dẫn mình vào rồi đo thân nhiệt rồi kiểm tra tất cả luôn. Không có tốn không hề có tốn một chi phí nào hết. Sau đó thì đem mình đến đây và cho mình vô khu cách ly như thế này. Thì hôm qua khi mà mình đến cửa khẩu thì công an Campuchia có kiểm tra hộ chiếu, thì hộ chiếu mình đã quá hạn từ tháng 3 13 tháng 3 đến bây giờ, thì công an Campuchia đòi tiền rất là nhiều, là khoảng chừng 100.000 Campuchia, tức nghĩa khoảng chừng 500.000 tiền Việt cho một người. Thì sau khi mình trả giá qua lại thì cái phí người ta giảm xuống cho mình là chỉ còn có 40.000 thôi, tức nghĩa khoảng 200.000 tiền Việt. Thì dịch thì người ta không có quy định ép buộc cái thời hạn quá hạn của visa, nhưng mà tại vì chính phủ Campuchia thì các bạn biết rồi đó, không ai kiểm soát được cái chính phủ đó. Qua đến cửa khẩu Việt Nam thì mọi người rất là vui vẻ, mà mình không thể nào quay phim được tại vì ở đó cấm quay phim, thì mình chỉ có thể tường thuật lại cho các bạn thấy biết về cái việc ngày hôm qua. Thì khi đến cửa khẩu Campuchia, cửa khẩu Việt Nam thì công an Việt Nam kiểm tra hộ chiếu và kiểm tra thân nhiệt, sau đó là xét duyệt, thì chỉ hỏi là mình đi đâu và mình có căn cước hay là mình có passport của Việt Nam hay không, mình là công dân Việt Nam hay là công dân nước ngoài. Sau đó kiểm tra và đi vào thì công an nói chung rất là niềm nở, không có phải là khó khăn. Thì kiểm tra hết tất cả mọi thứ, rồi sau đó ok hết mọi thứ thì cho mình vào khu cách ly. Thì mình có hỏi là người ta là hiện nay cách ly có thu phí hay không, thì người ta nói không hề thu phí. Có một số thông tin nói là thu 4 đến 10 triệu là tùy theo, là giống như là ngày trước. Ví dụ như mình ở Việt Nam, mình đi qua Campuchia, mình đi bằng đường lậu, thì khi hiện nay về là mình phạt 5 triệu là phí xuất nhập cảnh trái phép. Tức nghĩa là khi mình xuất qua, mình không có đóng passport, mình bị chui, mình đi đường sông, mình đi đường rừng, mình qua, thì mình về thì phải đóng cái phí đó. Còn ngoài ra mình đi hợp pháp, như là mình đi bằng passport, mình đi bằng visa, thì tất cả là hợp pháp. Thì hợp pháp thì không thề trả một bất cứ đồng nào. Đó, đó, cái này là mình thông tin cho các bạn. Thì mình hiện nay mình đang ở Campuchia được gần một năm, từ 13 tháng 3 năm ngoái đến bây giờ là khoảng chừng 8 tháng rồi. Mình kẹt ở đó thì rất là ngán việc cách ly. Nhưng mà các bạn thấy ha, cô cách ly rất là thích ha. Đó, người ta tạo điều kiện rồi máy tính, mình dàn những clip cho các bạn xem, rồi mình ăn tất cả mọi thứ luôn. Rất là dễ, người ta tạo điều kiện, người ta không hề ép buộc mình cái gì hết, mà người ta chỉ nói là em cách ly ở đây 14 ngày nha, em đừng có tiếp xúc nhiều người, em hạn chế tập trung, em chỉ một mình em thôi. Tại vì tập trung thì Covid thì không có phân biệt họ hàng chú bác gì hết. Người nào bệnh thì nó lây à, cho nên em cẩn thận. Rồi giờ cơm thì người ta nói mình ở đây có 3 giờ, tức nghĩa là 7 giờ sáng là ăn sáng ha, 11 giờ rưỡi là ăn trưa, và 4 giờ chiều là ăn tối. Thì 3 bữa ăn đó là 3 bữa ăn chính, ngoài ra giữa 2 buổi nó sẽ có 1 buổi trà đường. Giống như người ta mới đem cho mình trà đường nè, thì người ta đem ở dưới cái tầng trệt, là người ta tập trung ở đó, thì mình sẽ đi lấy. Thì lát hồi mình sẽ quay cái cảnh mình đi lấy đồ ăn cho các bạn coi ha. Thì đó, rất là thoải mái ha, và hoàn toàn không tốn chi phí, hoàn toàn miễn phí luôn, không hề tốn bất cứ chi phí nào, rất là tốt, mà người ta còn tạo điều kiện cho mình nữa. Đó, các bạn nhìn thấy xung quanh mình nè, vắng lắm. Thì ở đây là một cái giống như một cái nhà khách lớn, thì trong cái nhà khách thì có nhiều phòng, người ta chia ra nhỏ. Thì mình ở khu này, thì khu này cùng với ba anh bên góc trái, thì ở một cái khu lớn như thế này luôn. Đó, các bạn thấy không? Thì các cán bộ hải quan rất là tốt, họ tạo điều kiện cho mình sống. Thì hôm qua mình có nói là mình muốn được giúp đỡ một cái bàn để làm việc và một hai cái giường, thì họ đã tạo điều kiện cho mình. Các bạn thấy ha, thì cái bàn họ kê đến cho mình, thì hai cái ghế bố họ tạo cho mình để cho mình yên ở đây và mình có thể làm việc, hoặc là mình có thể chơi game, hoặc là bất cứ gì đó, miễn là mình không có đi ra ngoài và hạn chế tiếp xúc người khác. Khi mà mình đến cửa khẩu đó thì mình công an vẫn kiểm tra như bình thường ha, thì công an sẽ dẫn cho xe cấp cứu và đem bạn đến cái chỗ này cách ly. Thì đến đây thì công an sẽ cho mình cái này, là công an là phát cho mỗi người nha, một cái khẩu trang, một cái kem đánh răng, cái này là dầu gội đầu, giấy vệ sinh, cái này là xà bông tắm, cái này là bột giặt để mình giặt đồ, cái này là bàn chải đánh răng, cái này là của mình đem theo để rửa tay, và cái mùng và cái chiếu thì công an cấp cho mình cái này. Ngoài ra là có giờ ăn sáng, giờ ăn trưa và giờ ăn chiều.
thì mình có thể tự sắp xếp công việc mình lấy, mình đi xuống và mình lấy. Rồi, bây giờ thì mình đi ra ngoài. Thì các bạn thấy ha, ở đây là mình ở trong cái góc khu cách ly nè, rất là rộng. Thì những cái dây này là để mình một phơi đồ, hai là mình giăng mùng, mình ngủ. Thì mỗi cái dây là một cái con mùng ha, thoải mái ha. Ok, giờ mình đi xuống dưới thớt. Đây, thì cái rổ này rổ trà đường. Thì mỗi sáng thì người ta sẽ đem đến cho mình. Thì cái rổ này mình sẽ nhớ ha, trà đường rồi đồ ăn thì người ta sẽ đem đến, rồi mình xuống mình tự lấy. Đó. Thì muốn lấy bao nhiêu thì lấy, nhưng mà mình uống thì vừa đủ thôi. Mình uống một cái thôi. Trà đường nè, cà phê người ta lấy hết rồi. Giờ chỉ còn trà đường thôi. Trà đường thì có tắc ha. Đây, đây là quang cảnh của cái gì ta? Khách sạn. Đó. Cái anh áo xanh thì hôm qua giúp đỡ mình khiêng đồ vali lên. Cái vali mình mỗi cái 30 kg. Ờ, anh khiêng hết lên. Rồi, ở đây ha, khu cách ly. Ở đây mình ra, mình xoay quay toàn diện khu cách ly cho mọi người coi. Các anh kia anh tắm nắng. Đây, các bạn thấy ha, khu cách ly của bên mình. Đây là một cái khu khách sạn. Đầy đủ luôn. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây và mình đợi đồ ăn sáng tới. Rồi, bây giờ có cơm tới rồi nha mọi người. Thì anh này sẽ phát cơm cho mọi người. Thì mình sẽ đứng xếp hàng ở đây. Tất cả mọi người đều đứng xếp hàng ở đây hết. Sau đó mình sẽ đi đến và nhận cơm. Thì mọi người tất cả từ trên tầng 3 đi xuống hết. Dạ không sao anh, em quay chơi anh không sao. Dạ không sao anh. Thì hai anh đó là cán bộ hải quan, cán bộ y tế. Thì hai anh đó là phân chia cơm ra, mỗi người một cái, mỗi người một cái. Thì đồ ăn thì giống như nhau, hoàn toàn miễn phí hết. Họ không thu bất cứ khoản phí nào hết. Thì mình có hỏi họ là có đóng tiền hay không, họ nói hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho mình ở đây nữa. Nên các bạn đừng có đi chui. Đi chui thì nguy hiểm rồi, tốn tiền mà nguy hiểm lắm. Mình cứ đến đây mình ở 14 ngày, người ta lo hết cơm nước cho mình rồi. Đó. Mình đứng ở đây mình đợi tới lượt của mình vô mình lấy. Cơm sáng mình lấy cho anh kia là một mình một phần, với hai anh kia là hai phần, là ba phần. Anh kia anh vô rồi. Đó. Rồi mình lấy. Anh. Rồi, mình lấy một phần. Cho em xin một cái. Anh lấy cho anh kia luôn nha. Đây là phần cơm của mình. Thì phần cơm sáng lúc 7 giờ người ta sẽ đem đồ ăn đến. Đó. Mình có thể ra ngoài ăn sáng, mình có thể lên phòng ăn sáng. Ngoài ra mình có thể lấy trà đường ở đây. Đây là cái trà đường. Thì ok, thôi mình lên lầu ăn sáng cũng được. Dạ, cảm ơn chú. Rồi, 1, 2, 3, ngồi ngon chưa? Cái này là cơm tấm bì, cơm tấm bì. Cái nước mắm này nọ nữa, tuyệt vời luôn. Cái trà đường nữa. Đó, tha hồ mà ăn ha. Đó, ngon lành không? Đó, rồi, chúc các bạn ngon miệng nha. Rồi, bây giờ mình đã trở lại rồi. Thì hồi nãy mình đi ăn dưới, nhưng mà cán bộ không cho. Cán bộ y tế bảo là không được, mọi người phải lên phòng riêng của mình và tự ăn, không có được tập trung. Nên giờ mình đem phần ăn này lên bàn làm việc của mình. Bây giờ mình đi ăn và mình làm clip cho các bạn luôn ha. Rồi, các bạn cùng theo coi clip nha. Cảm ơn các bạn.